Tổ tiên của loài voi hiện đại là loài voi ma mút lông xoăn, nhưng nếu tìm hiểu xa hơn về thời tiền sử, tổ tiên của chúng lại là loài động vật có vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ và có vẻ như hơi trái khoáy. Tiêu điểm là loài khủng tượng Deynat Erium và loài voi ngà sảnh Pelatibelodon. Đầu tiên chúng ta nói đến Deynat Erium hay còn gọi là khủng tượng, chúng là một trong những tổ tiên lâu đời của loài voi hiện đại. Loài đây nát Erium có hình dáng tương đối giống với voi châu Phi ngày nay ngoại trừ thân hình to lớn hơn và cặp ngả mọc ngược trông khá là kỳ dị. Ngoài ra chúng có một chiếc vòi to và tương đối ngắn nếu như so với các tổ tiên khác của loài voi hay voi hiện đại. Theo kích thước của một hộp sọ được tìm thấy ở Đức vào năm 1836, chúng ta biết rằng những con vật này Vượt xa loài voi hiện đại về kích thước với chiều cao từ 3,6 đến 4,6 m, thậm chí với những con đực khổng lồ có thể cao tới 5 m và cân nặng có thể đạt tới là 12 tấn. Đeynath Erium là một họ hàng thời tiền sử của voi hiện đại ngày nay, chúng xuất hiện ở trung Miocene và sống sót cho đến thời kỳ Pleistocene. Từ những mẫu hóa thạch được phát hiện, những nhà cổ sinh vật học cho rằng chúng có tập tính gần như tương tự với voi hiện đại và nó có răng nanh cong xuống gắn vào hàm dưới. Tiếp theo là loài Pelatibeloson. Pelatibeloson hay còn được gọi là voi nhà sảnh chúng sinh sống cách chúng ta ngày nay khoảng 4 đến 15 triệu năm trước và phân bố tại châu Phi, châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Đây cũng là một loài động vật ăn cỏ có họ hàng với loài voi hiện đại ngày nay là Pelatibeloson. Achaelbeloson, Conobelozon và Amebelozon, chúng đều được gọi chung là voi nhà sảnh. Vì cùng chia sẻ đặc điểm là chiếc hàm dưới phát triển kéo dài dạng dẹt cùng với hai ngà cứng cũng có dạng dẹt nốt, tạo thành hình như kiểu một chiếc sẻng. Trước đây loài này được cho là sống ở các khu vực đầm lầy trên thảo nguyên và sử dụng hàm răng của nó để xúc thực vật thủy sinh và thực vật bán thủy sinh. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ các mẫu hóa thạch, những nhà cổ sinh vật học cho rằng chúng sử dụng răng nanh để cắt con hàm dưới sẽ được dùng để thức vỏ cây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn